Ông Thân và bà Hồng sinh sống ở khu tập thể A9 Nghĩa Tân, Hà Nội. Hàng ngày, hai ông bà đều sang cầu thang nhà A3 để mượn và đọc sách. Chào bà hôm nay có quyển sách gì hay bà? Cho tôi mượn quyển. Này, sắp Điện Biên Phủ rồi. Ông tốt nhất là ông đọc cái quyển cũ này, nhưng mà nhiều chuyện hay lắm. Quyển này xong này lại sang đổi quyển khác anh nhé. Có mấy ông bạn cũng muốn mượn thì tôi cho mượn. Thì lúc nào anh bảo ông ấy sang đây xong rồi các ông cứ thoải mái chọn mấy quyển về rồi là cùng nhau đọc. Được thành lập từ năm 1999, xuất phát từ ý tưởng mở một thư viện nhỏ tại khu vực cầu thang, cư dân nhà A3 đã cùng nhau kêu gọi mọi người quyên góp sách và mua thêm các đầu báo hàng ngày. Dần dần, thư viện nhỏ 25m² này trở thành điểm đọc sách báo quen thuộc của người dân mỗi ngày. Hầu hết tủ sách nhân dân mang đến tặng. Còn báo ấy thì chúng tôi là một là nguồn là ở phường thì là cho một phần đây là của các đồng chí lãnh đạo của tổ dân phố. Mô hình cầu thang văn hóa không chỉ mang đến không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn là nơi kết nối, giao lưu, nâng cao tinh thần gắn bó, tình làng nghĩa xóm. Và thì đến giờ này đi đọc sách rồi, thế mọi người đến để coi như là nghiên cứu thấy sách và coi như mọi người rất là hào hứng và phấn khởi. Ở đây đều là những người tương thân tương ái, chị em đoàn kết giúp đỡ nhau để vừa phát triển cái cầu thang này cũng như là xây dựng nếp sống văn hóa. Thông qua cái sách báo này, thế rồi là giao lưu với nhau thì làm cho các cái mọi người là gắn kết với nhau. Hơn 20 năm đi vào hoạt động, nét đẹp của mô hình cầu thang văn hóa tại nhà A3 đã lan tỏa ra nhiều khu vực trên địa bàn phường Nghĩa Tân. Đây là minh chứng cho những nỗ lực gìn giữ văn hóa của cộng đồng dân cư, nơi mọi người cùng chung tay xây dựng môi trường sống nề nếp, văn minh.